À, chào anh, em đang xem miền Tây Solar. Chiều nay thì em bán đủ thứ luôn. Từ tấm pin 100W của Solar ha. Đây đây. Tấm pin 100W của Solar giá 1 triệu nè, phí vận chuyển khoảng 6 mấy ngàn, 60 ngàn. Nè. Đó, 100W, tức 1 triệu một tấm vậy đó. Cái vô nó ra là 20V nha. Phí vận chuyển 60 ngàn. Rồi mình thanh lý cái con kích xua ngàn là mình thanh lý rồi. Còn cái này là con quà lưới ngàn nè, mình cũng thanh lý luôn, mình bán cho anh kia rồi. Đó, vậy là mấy con thanh lý mình bán hết rồi nha mọi người. Hy vọng là các anh em tiếp tục gửi hàng thanh lý đến mình thanh lý tiếp. Rồi Saco 2,4 đang giảm 200 ngàn một con nè. Mình gửi cho anh ở ngoài Hải Dương. Rồi đây, Saco 3,5 kg, quên là gửi cho ai, đang lát coi lại hồ sơ. Rồi cái con Hibontech anh em. Hibontech 6,5 kg nè. Mình gửi cho ông bạn ở chợ gạo Tiền Giang, mình là ở Châu Thành Long An nha anh em. Nhưng mà chợ gạo Tiền Giang á là kế mình á. Và ổng đến nhà tận nhà mình để ảnh lấy luôn ha. Đó, ảnh đến tận nhà mình để ảnh lấy con này. Thì con Hibontech 6,5 kg. Giá là 11 triệu nha. 11 triệu nha anh em. Chẳng giá luôn ha, em bao ship cho anh em luôn. Gần xa gì em cũng bao ship hết. Đến tận nhà cũng 11 triệu luôn, em không có thay đổi giá được. Tại vì giá này quá tốt rồi. 6,5 kg nha anh em. Đầy đủ các phụ kiện nha. Wi-Fi đồ này kia, rồi CT bám tải, meter đồ đầy đủ hết, cục meter nè anh em. Cục meter nè. CT bám tải nè, giấy bảo hành đồ này kia nè, sức kho đồ, giấy tờ đầy đủ ha. Không có thiếu gì hết nha mọi người. Hàng em lấy tận gốc công ty luôn ha. 11 triệu, anh em mà đam mê liên hệ em. Hibontech có bám tải nha, 6,5 kg. Đó thì lúc này anh em nào mà đam mê thì liên hệ em, giá về quá tốt rồi. Thôi bây giờ thì em trở lại với nội dung của em trong cái video này. Thì em gửi nguyên cái hệ thống này cho anh tên Bình. Anh Bình ở khu công nghiệp Thới Thuận, Thốt Nốt, Cần Thơ. Thới Thuận, Thốt Nốt, Cần Thơ ha. Thì anh Bình anh đi ghe mọi người, chắc anh đậu ghe đó thôi chứ nhà anh không phải ở đó quá. Anh đi ghe. Thì cái hệ này phù hợp với những anh đi ghe lắm luôn. Ngoài cái hệ này anh em có thể lấy tấm pin Nhật. Tấm pin Nhật áp cao này là chỉ cần 2 tấm thôi chúng ta chạy được con Saco nè. Nhưng mà anh em lưu ý ha, tuy là nó chạy được Saco nhưng mà 2 tấm là chỉ có 320W pin à. Đó, nhiều anh em cứ hiểu nhầm là chạy được Saco là sẽ được nhiều điện, không phải đâu. Cái vôn nó chạy được thôi chứ còn cái watt nó thấp, cái ampe nó thấp thì nó vẫn ra điện không có nhiều. Cho nên anh em có thể độ nhiều tấm pin lên. Thì anh Bình ở Thốt Nốt Cần Thơ này anh lấy là 1 tấm, 2 tấm, 3 tấm, 4 tấm. 4 tấm 200W áp cao nha. 4 tấm 200W áp cao. Đó, hiện tại mình đang mắc nối tiếp nè. Cái hệ thống này của ảnh có hơn 10 triệu xíu rồi xài ok lắm mọi người. Nè, 4 tấm pin 200W áp cao mình đang lắp nối tiếp với nhau. Mình cho nó vô dây, đi dây lên vô con Saco. Ha, bây giờ mình bật CB lên, nãy giờ chưa bật nữa. Bật CB lên thì nó chạy thôi chứ đâu có gì đâu. Ha. Rồi mình thậm chí mình cắm điện lưới vào, thôi mình chưa cắm điện lưới đi. Bật CB nó thôi. Rồi, bật đầu ra của inverter. Đấy. Chưa cắm điện lưới nha anh em. Thì đây là con Saco mình cũng gửi cho anh Bình luôn nha. Saco 3,5 kg, giá 8x nha. Anh em đam mê thì hãy liên hệ mình. Giá cực kỳ rẻ luôn, 8x thôi. Thì ở đây mình nè, 4 tấm pin này là nó ra bao nhiêu vôn? Bây giờ nó ra còn 120 mấy vôn anh em. 120V nè. Đúng ra 4 tấm này là khoảng 160V nha. Nhưng mà ở đây ra 120V là lý do là anh em biết không? Tại sao biết không? Tại vì giờ hết nắng rồi. Mình để 4 tấm này trong nhà nha mọi người. Đó, có một chút ánh nắng xuyên qua nghiêng nghiêng thôi, chứ còn 4 tấm này đang ở trong nhà tiền chế. Nó hết nắng rồi, chứ 4 tấm này đúng ra 160 mấy vôn mới đúng. Mà nãy giờ nó báo em là có 120V thôi. Thì cái ngưỡng 120V này nó vẫn sạc bình thường nha. Này nó vẫn sạc chắc quy nè anh em thấy không? Sạc quy nè và ra tải nè. Sạc quy và ra tải anh em thấy không? Đó, Saco em chạy ok đó. Giờ em bật quạt lên nè. Em cho ra điện cái đó rồi nghe, đây nè. Tấm pin vô nè, dây nóng, dây lạnh nè. Còn ắc quy nè. Nóng lạnh nè, hệ 24 nha, ắc quy hệ 24 nha. Rồi đây là điện ra xài nè, còn đây là điện lưới vô. Điện lưới vô thì em chưa găm vô nha, điện lưới còn để nè. Điện lưới bằng để nè anh em, chưa găm vô. Bây giờ em sử dụng tấm pin với ắc quy thì em bật cái quạt lên, quạt đồ chơi ha. Đấy, quạt quay ok. Quay mạnh mạnh chút xíu coi. Đó. Đấy. Chỉ có 4 tấm pin đơn giản vậy thôi ha. Đó, còn 3,5 kg này nó có cái hay là tấm pin không nó cũng chạy, ắc quy không nó cũng chạy, kiểu gì nó cũng chạy hết. Đó, nó không có phụ thuộc vào phải 2 3 thứ mới chạy. Tấm pin không nó cũng chạy đó mọi người. Và nó cũng ra điện 220. Đó, bây giờ hệ thống của em hoạt động ổn định nè. À, em tắt cái quạt hay để nó ù trong camera anh em nghe không rõ. Thì mình nhắc lại con này ha.
Đây là con Saco 3,5 kg, mình đang ra bán giá 8x. Cái kích đầu ra của nó là chuẩn 3,5 kg nha, MPPT sạc 100A. Và nó lắp được là 5 kW pin nha, khủng khiếp không mọi người. Lắp 5 kW pin. Và cái vôn của pin đó là từ 120 tới 500V ha. 120 500V. Và cái áp của tấm pin đó là ở cái vôn đó là 120 tới 500 ha. Rồi gì nữa ta, còn thông số nào nãy chưa nói nữa. Lắp được 5 kW pin nha mọi người. Kích đầu ra là 3,5 kg nha, kích 3,5 kg. Đó, như anh em thấy nè, quay gần lại nè. Đó. Tấm pin nè. Đang sạc cho ắc quy nè. Tấm pin nè đang nuôi tải nè, thấy không? Đó. Bây giờ em cầm điện lưới vô luôn nè. Điện lưới em cắm rồi ha, đúng ha. Cầm vô nè. Đó. Nhưng mà anh Bình á là anh ở dưới ghe. Anh Bình ở dưới ghe cho nên khả năng là anh không có cầm điện lưới rồi. Ha. Đó, thì đây em cầm vô em test cho anh em thấy là con inverter của em nó chạy ngon lành em mới gửi đi nha. Chứ chứ anh Bình thì anh không có điện lưới đâu, em rút ra luôn. Đó, khỏi điện lưới luôn. Đó, chỉ có tấm pin và ắc quy thôi. Là nó sẽ chạy ha. Bây giờ em bật lại đây. Bật lại quạt của em. Đấy, quạt phù phù vèo vèo. Ha. Quạt vèo vèo. Đấy. Thì những anh em mà hay đi ghe tàu xuồng bè gì đó ha, thì anh em nên nên làm cái hệ này. Tại vì bốn tấm này á là cái chiều dài 1,5 m, chiều ngang là có 6 tấc mấy thôi. Là bốn tấm anh em cứ tính diện tích ra đi, nó không có chiếm diện tích tàu của anh em nhiêu chứ. Mà người ta để bốn tấm này trên nóc nè, bốn tấm này. Đó, chạy một con Saco 2,4 kg này. Saco 2,4 kg nhỏ đằng kia. Đó. Hoặc là anh em đắp thêm vài triệu anh em chạy con Saco 3,5 kg này. Đều ngon lành hết, êm ái ha. Đó, như anh em thấy bây giờ nó chạy mức rượt luôn. Không kết nối điện lưới, vẫn có điện lưới xài, điện 220 xài bình thường. À, muốn bắt quạt thì bắt quạt, muốn cắm tivi thì cắm tivi thôi. Đấy. Đó, ok ha. Thì ở trên thị trường bây giờ, trên xã hội bây giờ cũng có nhiều anh em chưa biết Saco này làm gì mọi người. Đó, thì anh em nào chưa biết thì cứ coi kỹ những video như của mình nha. Đó, để anh em hiểu rõ hơn về những cái con inverter và những tấm pin tiện ích như thế nào. Đó, thì cái hệ này hơn 10 triệu nha, cái này là 8X. Còn 4 tấm này là 6,4 triệu. Phí vận chuyển 4 tấm này là khoảng hơn 200 ngàn một tí. Đó, thì anh em thấy là 8, 6 là 14, 15 triệu gì đó. Khoảng 14, 15 triệu ha, anh em có cái hệ Vivo. Đó, xài với ghe với tàu điện 220 xài thoải mái nha. Hết thì cứ đậu ghe chỗ nào nắng nắng là sạc lại thôi. Ha, vậy thôi anh em. Đấy, còn cái bình ở dưới ghe thì anh em có thể sạc bằng cái máy ghe cũng được. Đó, có nhiều cách để sạc cái bình đó. Và có cái bình đó rồi thì đưa vô con này lên 220 ha. Còn anh em mà đậu ghe ngoài nắng thì sạc bằng những tấm pin này thì càng ok luôn. Đó, 4 tấm pin này là 800W pin nha. 800W pin một ngày ra khoảng 3 cái máy 4 cái điện nha anh em. À, khoảng đó ha. Đấy. Thì quá trình lắp pin thì đơn giản thôi. Mấy ông anh mua hàng mình mà anh sợ lắp không được, cứ hỏi tới hỏi lui ha. Thì những tấm pin này mắc nói tiếp. Âm qua dương, âm qua dương, âm qua dương, âm qua dương. Đó, âm qua dương. Rồi sau đó anh em lên. À, người nào mà không biết nhìn cái cực âm cực dương đó, thì mọi người đơn giản thôi. Ở trên cái MC4 đó, ở trên MC4 nó có ghi dấu cộng hay dấu trừ nha. Trên MC4 anh em nhìn kỹ rồi, nó có ghi dấu cộng dấu trừ luôn, cứ nhìn kỹ là thấy ha. Thì cái đầu nào là dấu cộng thì anh em đưa vô đây, cộng đây. Nào trừ thì anh em đưa vô một cái bên. Còn ắc quy hệ 24 thì cộng đây, trừ đây. Còn đây là điện ra, đây là điện 220 vô. Thì cái hai cái điện này nó không có phân biệt âm dương, cứ cắm thoải mái là chạy thôi anh em. Đó, con inverter của mình nó chạy mức rượt, êm ái, nó đang sạc. Nó sạc miệt mài nè, thấy không? Mọi người thấy không? 4 tấm pin của mình bao nhiêu volt mà sạc cái ta? 120V nha. Đó, 4 tấm pin được 120V. Đúng ra là 160V nha anh em, chứ không phải 120. Đó, nhưng mà ở đây là tại vì không có nắng nè, anh em thấy không nắng nè. Đó, nó mới tuột xuống còn 120 đó. À, đang tâm sự với anh em thì có ông chú ông gọi đến mua đèn anh em. Thôi thì mình nhắc lại ha. Tấm pin 100W của Solar này mình bán 1 triệu nha. Tất cả những mặt hàng đây mình báo là ba cái inverter là mình bao ship hết nha. Còn những tấm pin là anh em trả phí ship nha. Như tấm này là phí ship khoảng 60 ngàn nè. Còn tấm 200W áp cao này anh em có mua thì 1 triệu 6 tấm nha. Phí ship cũng khoảng 6 mấy, 7 mấy ngàn tấm gì đó. Ha, 2 tấm thì phí ship khoảng 120. Đó, còn Saco 2,4 kg này em đang giảm 200 ngàn trên mỗi chiếc nha anh em. Inverter Hibontech này em bán 11 triệu nha. 11 triệu một bộ, lát nữa em sẽ quay chi tiết cái bộ đó lại cho anh em xem. Rồi Saco 3,5 kg ha, em bán giá 8X nha anh em. Rồi đam mê thì cứ hú em nha, 0766874311. Đó, hàng trước khi em gửi đi em luôn luôn test ngon lành vậy nè, đó. Chạy ngon lành ha. Sạc ắc quy ngon lành, nói chung là cái gì cũng phải ngon lành. Em mới gửi đi cho mọi người nha, chứ không có tùy tiện được nha anh em. Đặc biệt là pin Nhật áp cao,
đang làm cho anh em cực kỳ đam mê, cực kỳ sốt trên kênh nè. Ở giá 1 triệu 3 một tấm, phí ship 100 ngàn nha. Pin nhật áp cao nha anh em, đam mê hãy liên hệ em nha. Đó, chỉ cần 2 tấm pin nhật này thôi là chạy được con Saco này. Còn pin 200W áp cao này là phải 4 tấm mới chạy được ha. Đó, còn pin 100W kia là phải 7 tấm mới chạy được. Đó, còn tấm pin lớn thì lúc này em ngưng, em không có gửi nữa. Tại vì tấm pin lớn nó gửi nguy hiểm và phí vận chuyển nó khá là khủng mọi người, khá là khủng. Đó, em bấm lại cho anh em xem ha, tất cả những cái thông số. Đấy, thôi mình tới đây xin chào mọi người nhé. Bây giờ mình tiếp tục gói hàng thôi. Đó, liên hệ em nếu mua hàng nha anh em, 0766874311 nha. Đó, em nhắc lại là con Saco 2,4 này á, giá đã thấp rồi mà bây giờ là còn thấp nữa nha. Em giảm 200 ngàn trên một chiếc ha. Đó, anh em cứ lấy cái giá cũ anh em trừ 200 ngàn lại thì ra cái giá mới nha. Thôi mình xin chào, hẹn gặp mọi người những video lần sau nhé.